Nha khoa Zota, răng của bạn như răng của chúng tôi. Hôm nay Zota sẽ chia sẻ các bạn một ca lâm sàng và nắp chụp ghép răng sữa cho một bạn nhỏ tại nha khoa Zota của chúng tôi. Và bây giờ Zota thì bác sĩ tại Zota của chúng tôi là tiến hành bây giờ là nắp răng các bạn nhé. Thì khi với những trường hợp các răng của trẻ bị sâu răng quá lớn thì chúng ta là sẽ có chỉ định là để làm chụp ghép để bảo vệ cái răng, để bảo vệ mô răng và mô tủy cho các bạn nhỏ, để ăn uống nó sẽ tốt hơn và đảm bảo quá trình thay răng là theo đúng tiến độ các bạn nhé. Thì như một số anh em quý nha sĩ khác ở các phòng nha khác thì là có thể là cái thông tin về chụp thép này vẫn chưa cập nhật đầy đủ thôi. Thì như hiện tại bây giờ tại hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi là có cái phương án chụp thép là tốt nhất cho các bạn nhỏ để hạn chế cái chất hàn vong tốt nhất có thể nhé. Và đây là các bạn có thể nhìn thấy, đây là một cuốn sách của phó giáo sư võ Trương Như Ngọc. Đây là cuốn sách của phó giáo sư tiến sĩ Võ Trương Như Ngọc nhé. Và đây là cuốn gọi là răng trẻ em và dành cho học viên sau đại học các bạn nhé. Thì đây là cuốn răng, đây là cái cuốn sách dành riêng cho các bạn nhỏ để mình nắm vững được các cái tình trạng răng của các bạn nhỏ thì sẽ có hướng tốt nhất nhé. Và đây là tôi sẽ có thể cho các bạn xem, đây là cái hình thức chụp ghép, đây các bạn có thể nhìn thấy, đây gọi là chụp ghép có sẵn này. Và đây các cái chỉ định của nó này, chỉ định là tái tạo răng sữa và răng vĩnh viễn của trẻ bị sâu răng quá lớn và sâu như mặt, hoặc là những trường hợp là tái tạo răng sữa sau khi đã điều trị tủy hoặc là tủy buồng hoặc là tủy chân các bạn nhé. Đây là hầu như là một số các cái chỉ định để mình làm cái chụp thép cho các bạn nhỏ. Và đây là hình thức của cái chụp thép, đây các bạn có thể nhìn thấy đấy, rất là đơn giản nhé, chụp thép và chụp như này để bảo vệ cho các bạn là ăn nhai bình thường các bạn nhé. Đây là cuốn sách của phó giáo sư tiến sĩ võ trương như ngọc và hiện tại bây giờ bác đã lên là giáo sư rồi các bạn nhé. Và đây các bạn có thể nhìn thấy một cái chụp thép của bạn nhỏ tại nha khoa Zota của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi là sẽ tiến hành nắp răng các bạn nhé. Và khi các bạn đến với nha khoa Zota của chúng tôi thì Zota của chúng tôi là cam kết hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng, và cam kết sản phẩm 100% là chính hãng, nếu không chính hãng thì Zota của chúng tôi nên sẽ có trách nhiệm là sẽ hoàn trả lại quý khách hàng tiền. Và ngoài chuyên về răng sứ và chụp thép của các bạn nhỏ thì Zota của chúng tôi còn chuyên về nhổ răng khôn với công nghệ số 1 hàng đầu trên thế giới là công nghệ piezotome, công nghệ nhổ răng bằng sóng âm. Thì với trường hợp nhổ răng thì Zota của chúng tôi là cam kết nhổ răng là hạn chế đau tốt nhất có thể, và sau một ngày có thể khách hàng sẽ đi làm được bình thường. Nếu như cái con nhỏ của các bạn hay là mọi người thân của gia đình nhà mình mà có tình trạng răng như các bạn nhỏ thì các bạn có thể sẽ qua nha khoa Zota của chúng tôi để chúng tôi thăm khám và sử dụng và qua nha khoa Zota của chúng tôi thăm khám và trải nghiệm dịch vụ tại Zota của chúng tôi để có hàm răng chắc nhất và tốt nhất các bạn nhé. Và bây giờ chúng tôi đã tiến hành cho răng chụp thép vào các bạn nhé. Cho răng chụp thép vào, bây giờ là chúng tôi là chỉ đây, các bạn có thể nhìn rất là rõ này. Đấy, trước bạn nhỏ đã làm một cái chụp thép ở bên Zota chúng tôi rồi, và hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành nắp thêm một chiếc răng nữa để bảo vệ toàn bộ chức năng ăn nhai và cái phần mô răng cho bạn nhỏ nhé. Bây giờ bác sĩ của Zota của chúng tôi đã nắp xong rồi, và bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành chờ chất gắn khô, và sau đó mình sẽ lấy đi toàn bộ cái chất gắn dư ra và cho bạn nhỏ ra về các bạn nhé. Nếu như các bạn mà thấy video của bác sĩ Zota của chúng tôi vừa chia sẻ mà thấy hay hoặc là bổ ích cho chính bạn hay là con bạn hay là tất cả mọi người thân, thì hy vọng là các bạn có thể là hào phóng giúp Zota cho Zota một nút like hay là một nút đăng ký kênh hoặc là chia sẻ để mọi kiến thức của Zota của chúng tôi là lan tỏa đến tất cả mọi người hơn, thì để Zota của chúng tôi để mang lại nhiều nụ cười hơn cho từng khách hàng và những cái bộ hàm răng là sẽ chắc khỏe hơn để ăn nhai tốt hơn các bạn nhé. Một lần nữa Zota xin chào, Zota xin cảm ơn.